Cũng nhân dịp đầu năm, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm kiểm tra tình hình ra quân thi công đầu năm tại công trình xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Được khởi công từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, với tổng mức đầu tư là hơn 1.340 tỷ đồng. Đây là dự án quan trọng nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải và nước mưa gây ra tại các bãi tắm thuộc khu vực phía đông quận Ngũ Hành Sơn và nâng cao hiệu quả xử lý các trạm xử lý nước thải của thành phố, thúc đẩy phát triển ngành du lịch, dịch vụ khu vực ven biển phía đông quận Ngũ Hành Sơn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày 26 tháng 4 năm 2023. Phát biểu tại lễ ra quân đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe đến toàn thể cán bộ, người lao động của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các nhà thầu thi công. Nhấn mạnh đây là công trình động lực, trọng điểm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, không chỉ riêng quận Ngũ Hành Sơn mà cả thành phố Đà Nẵng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Quản lý và các nhà thầu thi công phát huy khí thế làm việc đầu năm, tập trung nhân lực, vật lực, hoàn thành đúng tiến độ đặt ra, đảm bảo chất lượng công trình.